Epic chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Chiếu Ngựa Nguyên Khối. Trước mắt các bác đây là một tấm gỗ cực kỳ khủng. Nó dày lên tới 40 phân. Chiều rộng của đầu gốc là 3m6 và đầu ngọn là 2m5. Dài cả tấm là 6m5. Sau khi cân đối thì bên em quyết định sẽ vanh tấm gỗ này thành hai em bàn tròn khủng. Đầu gốc kính là 3m5 và đầu ngọn kính là 2m5. Với độ dày lên tới 40 phân thì các bác có thể tưởng tượng được cái độ khủng và hoành tráng của hai em bàn tròn này đúng không ạ? Còn để nói về vân của em này thì chắc chắn là các bác có biết hôm vừa rồi em có xẻ một cây gỗ đường kính lên tới 4m3 đúng không ạ? Và đây là một trong những tấm gỗ được xẻ từ cây gỗ hàng chục ngàn năm tuổi. Cây này lên vân cực kỳ đẹp luôn. Đó, chỉ một lúc nữa thôi là thợ em sẽ bào mặt tiền của hai tấm gỗ này để cho các bác mình được chiêm ngưỡng tận mắt vân thật của tấm gỗ này nhá. Với một cái kích thước khủng như thế thì đòi hỏi đến hai bác thợ bào mặt bàn này trong vòng 2 tiếng đồng hồ là xong các bác ạ. Với những cây khủng như thế này thì việc xẻ bị lượn là không hề tránh khỏi. Thì mỗi tấm sập như thế này em bị lượn ít nhất là từ 2 cho tới 4 phân gỗ các bác ạ. Sắp tới thì em sẽ còn vanh thêm vài em bàn tròn kính khủng nữa. Các bác quan tâm tới em bàn tròn khủng thì nhớ đăng ký nha.